Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube Kiến Thức Thú Vị. Loang quang ao nhà cũng hơi lâu rồi, hôm nay mình sẽ đưa các bạn ra thế giới học hỏi những điều hay cái đẹp từ các quốc gia khác. Và trong video này, mình sẽ đưa các bạn đến với Đan Mạch, đất nước có rất nhiều cái nhất mà bất cứ quốc gia nào cũng mơ ước có được. Đặc biệt nhất là quốc gia này thường xuyên nắm giữ ngôi vị số 1 trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Vậy thì Đan Mạch có cái gì mà được đánh giá là quốc gia hạnh phúc nhất? Nền chính trị, nền giáo dục, hay chăm sóc sức khỏe, hay chất lượng cuộc sống như thế nào? Liệu có bằng Việt Nam hay không mà họ hạnh phúc đến như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nền giáo dục của Đan Mạch trước nhé. Giáo dục Đan Mạch ấn tượng nhất là không chấm điểm cho học sinh dưới lớp 8. Giáo dục từ mẫu giáo đến trung học cơ sở ở Đan Mạch là hoàn toàn miễn phí trên cơ sở bình đẳng cho tất cả các trẻ em. Chương trình này sẽ bao gồm lớp mẫu giáo 1 năm, chương trình giáo dục cơ bản phổ cập 9 năm, cộng thêm 1 năm lớp 10 tùy chọn. Lớp mẫu giáo thì pha trộn giữa chơi và học. Trẻ em được học bảng chữ cái, học hát, chơi và phát triển các kỹ năng vần âm điệu. Mục đích của lớp mẫu giáo chỉ là để các em quen dần với môi trường sống của một học sinh sau này. Trường tiểu học và trung học cơ sở thành phố đều là những trường hỗn hợp, nghĩa là tất cả các học sinh sẽ cùng nhau học trong cùng một nhóm qua tất cả các lớp, tức là không có việc xếp lớp như ở Việt Nam. Tại đây, học sinh có được những kiến thức cơ bản về toán, ngôn ngữ, các môn xã hội và khoa học. Trường học cũng tập trung vào việc giúp học sinh quen dần với nền văn hóa của Đan Mạch và giúp chúng có được sự hiểu biết về các nền văn hóa khác. Trường học phải chuẩn bị cho trẻ em cuộc sống trong một xã hội dựa trên sự tự do, bình đẳng và dân chủ. Điều này đạt được qua việc trao cho chúng uy thế và trách nhiệm, và qua việc dạy chúng các quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân. Biểu hiện sinh động của sự bình đẳng và dân chủ này trong hệ thống giáo dục của Đan Mạch là ở chỗ học sinh được học cách diễn đạt ý kiến của riêng mình. Học sinh có thể tự lập nên một hội đồng học sinh. Hội đồng này sẽ được nhà trường hỏi ý kiến khi ban hành các quyết định quan trọng tại trường học. Một điều vô cùng đặc biệt nữa trong giáo dục của Đan Mạch là trong những năm đầu tiên ở trường tiểu học, tình trạng của mỗi học sinh được đánh giá trong các cuộc hội ý giữa giáo viên và cha mẹ. Không có sự phân loại, không có kiểm tra và không có bất kỳ bài thi thực tế nào cho đến khi các em vào lớp 8. Đây có lẽ là khác biệt lớn và cơ bản nhất giúp học sinh Đan Mạch không gặp phải những áp lực thi cử, thành tích từ khi chúng còn quá nhỏ tuổi. Sự tôn trọng về sự phát triển tự nhiên này của Đan Mạch cũng giúp cho các ông bố bà mẹ bớt lo lắng hơn, không phải chạy trường chạy điểm cho con nhiều như nền giáo dục mà chúng ta vẫn thường gặp. Không thi, không kiểm tra, đây có lẽ là môi trường học tập đáng mơ ước của rất rất nhiều học sinh Việt Nam. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với hệ thống y tế của Đan Mạch nhé. Tất cả người dân của Đan Mạch, đặc biệt là trẻ em đều có một bác sĩ đa khoa. Nếu con bạn bị ốm, vị bác sĩ này sẽ được liên hệ đầu tiên. Bác sĩ đa khoa nắm rất rõ tình trạng sức khỏe của mỗi người từ nhỏ tới lớn, vậy nên sẽ tư vấn rất hiệu quả cho bạn về cách phòng tránh bệnh tật, đưa ra những phương pháp điều trị cho nhiều loại bệnh để xác định xem liệu bạn có nên dùng một loại hình điều trị khác hay không. Trẻ em được kiểm tra y tế phòng bệnh ít nhất là 9 lần từ khi được 5 tuần tuổi cho đến khi 15 tuổi theo một chương trình được hoạch định cẩn thận. Và 7 trong số những lần kiểm tra này sẽ được diễn ra trước khi trẻ em bắt đầu đến trường. Ở Đan Mạch, tất cả trẻ em từ 0 đến dưới 18 tuổi đều được chăm sóc răng miệng miễn phí. Chúng đến khám nha sĩ 1 hoặc 2 lần mỗi năm. Trẻ em được dạy cách chăm sóc răng như thế nào là tốt nhất, được điều trị và chỉnh răng khi cần thiết. Kết quả của chiến lược phòng chống hiệu quả này là tiêu chuẩn sức khỏe răng miệng của Đan Mạch nằm trong số những nước cao nhất thế giới. Hầu hết trẻ em hiếm khi bị sâu răng, mất răng hoặc phải nhổ răng. Hệ thống cơ sở y tế của Đan Mạch cũng được coi là tốt nhất thế giới. Theo điều tra mới nhất, tại đây có 6 giường bệnh trên 1.000 dân. So với tỷ lệ 2,5 giường bệnh trên 1.000 dân của Việt Nam, thì việc chen chúc trên giường bệnh ở các cơ sở y tế của Đan Mạch là gần như không xảy ra. Bên cạnh đó, chính phủ Đan Mạch ưu ái và dành khoản ngân sách lên tới 10% GDP cho lĩnh vực y tế. Vậy nên các cơ sở y tế nơi đây luôn được bổ sung và thay thế các phương tiện kỹ thuật hiện đại và tiên tiến nhất thế giới. Dinh dưỡng cũng là một trong những điều nổi bật của Đan Mạch. Đan Mạch có một hệ thống theo dõi chế độ dinh dưỡng định kỳ trên khắp cả nước cho người dân, để từ đó có thể hoạch định và đưa ra những chính sách dinh dưỡng phù hợp và hiệu quả. Khẩu phần ăn của học sinh Đan Mạch luôn chất lượng bậc nhất, bao gồm sữa, bánh mì cùng nhiều loại thịt cá, rau củ chế biến ngon miệng và thay đổi mỗi ngày. Đặc biệt nhất,
Đó là khẩu phần ăn hàng ngày của người Đan Mạch không bao giờ thiếu sữa. Trẻ em uống sữa như uống nước và tất cả đều được miễn phí với chất lượng hàng đầu. Bên cạnh lưu ý về khía cạnh dinh dưỡng đầy đủ và cân đối thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng không thể thiếu. Cơ quan quản lý y tế luôn theo dõi và hoạch định các chính sách can thiệp về dinh dưỡng một cách kịp thời. Đan Mạch là quốc gia tiên phong trong phong trào bảo vệ môi trường. Với nền công nghiệp xanh bậc nhất thế giới, các sản phẩm sữa trong nước cũng được kiểm soát theo quy trình rất nghiêm ngặt. Nhờ đó mà Đan Mạch có tập đoàn sữa duy nhất trên thế giới được lựa chọn để cung cấp sữa cho cơ quan vũ trụ NASA của Mỹ. Tiếp theo là vấn đề tham nhũng. Đan Mạch luôn thuộc top những quốc gia minh bạch nhất hành tinh, gần như không có chỗ cho tham nhũng. Trẻ em ở Đan Mạch từ khi mới biết nói đã được người lớn dạy là không được chạm vào bất kỳ cái gì không phải của mình và tôn trọng pháp luật. Tại các vùng ngoại ô, nông thôn, người ta vẫn có thói quen đặt những sạp hàng bên đường hay trước cổng để bày bán trái cây, hoa tươi, mật ong mà không cần người trông coi. Người mua cứ tự động bỏ tiền vào hộp theo giá niêm yết rồi lấy hàng và ra đi. Ở Đan Mạch, mọi thứ đều được minh bạch đến mức trở thành rắc rối khi giao thương với nước ngoài. Tại Đan Mạch thì chuyện đưa hay nhận hối lộ rất khó xảy ra, nên các doanh nghiệp nước này có đầu tư tại nước ngoài cũng rất lúng túng khi gặp phải vấn đề này, nhất là ở các nước đang phát triển. Bà Christine, cố vấn của Hiệp hội Công nghiệp Đan Mạch cho biết, quá minh bạch trở thành một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Đan Mạch khi họ phải đối mặt với tham nhũng và hối lộ có liên quan đến việc đấu thầu và thủ tục hải quan. Đấy, có phải cứ ngoan quá là đã hay đâu, bước ra bên ngoài chơi với bọn hư lại bị chúng chửi cho là ngô nghê. Hay, đúng là muốn làm người lương thiện cũng khó. Đan Mạch nhiều tiền, nhưng ai sẽ bán lương thiện cho họ? Ở Đan Mạch, một đất nước giàu có hàng đầu thế giới, cứ ngỡ ai cũng sắm cho mình một con xe ô tô. Rẻ rách thì Camry, BMW, xịn thì Maybach, Bentley, Rolls-Royce. Nhưng không, người Đan Mạch họ rất thích đi xe đạp. Cứ 10 người Đan Mạch thì có tới 9 người sở hữu xe đạp. Có vẻ họ đang sống cuộc sống của người dân Việt Nam hồi những năm 90 của thế kỷ trước. Nghĩa là 30 năm nữa họ mới đuổi kịp chúng ta về khoản xe cộ này. Thật thú vị, Đan Mạch được mệnh danh là quốc gia của những người đạp xe. Xe đạp là một trong những phương tiện di chuyển phổ biến của 5,6 triệu dân. Dưới mọi điều kiện thời tiết, người dân vẫn sử dụng xe đạp để đi lại, vận chuyển hàng hóa và du lịch. Hàng năm có khoảng 500.000 chiếc xe được bán ra tại Đan Mạch. Trong khi đó, quốc gia này có 2,1 triệu ô tô và 44% dân số không sở hữu xe hơi dù họ có thể mua vài cái mỗi năm. Nói về kinh tế, Đan Mạch là đất nước nghèo về tài nguyên và khoáng sản. Có lẽ vì vậy, họ đã từng rất khó khăn để tạo dựng ra các công nghệ hỗ trợ cho cuộc sống. Chính vì thế, đến nay, Đan Mạch đang là nước dẫn đầu trong các ngành công nghiệp xanh và thân thiện với môi trường. Đồng thời là nước có nguồn thu từ dịch vụ chiếm tỷ lệ cao hàng đầu thế giới trong cơ cấu GDP, chiếm tới gần 80%. Là nước rất giàu có, cứ ngỡ người Đan Mạch phải làm việc rất chăm chỉ, không cần biết đến thời gian như người Nhật. Nhưng không, mà hoàn toàn ngược lại. Tính trung bình, người Đan Mạch làm việc chỉ 37 tiếng mỗi tuần. Nghĩa là mỗi tuần một người Đan Mạch chỉ làm việc 5 ngày và mỗi ngày hơn 7 tiếng một chút. Nhưng họ thu về tới 50.000 đô la mỗi năm. Còn người Việt Nam làm quần quật cả tuần, thậm chí cả tăng ca cũng chỉ được có 6.000 đô mỗi năm. Đây là đã quy đổi theo mặt bằng chung của Mỹ, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới. Cân bằng cuộc sống và công việc ở Đan Mạch là một điều quan trọng. Người dân đam mê và cống hiến cho công việc, tuy nhiên họ không chọn cách làm nhiều giờ. Thông thường, họ sẽ kết thúc công việc vào lúc 16 giờ để đón con từ trường học hoặc chuẩn bị bữa tối. Với những gì đã có ở trên, chẳng cần gì thêm, người Việt chúng ta có lẽ cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Y tế, giáo dục đều miễn phí, thức ăn sạch sẽ đầy đủ dưỡng chất, chính phủ minh bạch, nguồn thuế được sử dụng hiệu quả, nên dù có đóng thuế cao lên tới hơn 50%, họ vẫn rất vui vẻ. Nguồn năng lượng tự nhiên và sạch, đi xe đạp thay cho xe sử dụng nhiên liệu, làm việc ít thời gian mà hiệu quả, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình thì ở đâu mà không hạnh phúc cho được. Không những thế, người Đan Mạch còn sống theo một phong cách rất bình dị gọi là Hygge. Theo phong cách này, người ta hướng đến 5 yếu tố, đó là kết nối gần hơn với mọi người, bao gồm cả bạn bè và người thân, học cách tha thứ, cho đi nhiều hơn là mong được nhận lại, tránh xa các thiết bị điện tử, mạng xã hội hay Internet, và cuối cùng là hướng đến sự biết ơn, hạnh phúc với những gì mình đang có. Tất nhiên là vẫn cố gắng để có được nhiều hơn, nhưng tâm lý lúc nào cũng lạc quan thì không có gì tốt hơn thế.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.